con người em đam mê thể thao, môn nào em cũng cũng chơi được, nói chung chơi cũng không hay nhưng mà chơi được. Điền kinh cho trường hay là thi đấu bóng chuyền cho trường, đối với một thủ môn là cũng là một vị trí đó là rất đau đầu, thể hiện hết cái khả năng của mình 100%. Sau những buổi tập thủ môn thì tụi em phải tập tiếp với các cầu thủ nữa, cho nên thủ môn tụi em tập rất là nhiều. Những buổi mà như vậy thì kiểu là về là nằm ngủ thôi chứ không có thể nào mà ăn nổi. Anh mà có dịp vào xem bọn em tập luyện thủ môn trước 1 tiếng đồng hồ á thì anh có thể thấy được thủ môn tập luyện khó khăn như thế nào. Ép dẻo thì cũng giúp cho thủ môn đỡ chấn thương. Tìm trong việc futsal này sọt này, bóng cũng như là sọt qua cột hai rất là nhiều, căng cơ háng, căng cơ đùi rất là nhiều, cho nên việc ép dẻo rất là quan trọng đối với thủ môn. Những bài tập xoạc bóng nó là kiểu ám ảnh đối với thủ môn, thì nó là căng hay cái đùi rất là đau. Em trở thành một phò văn ý như bây giờ thì em nghĩ là phải đổ mồ hôi rất là nhiều, phải kiên trì, phải vượt qua được áp lực để có thể trở thành một phò văn ý như ngày hôm nay. Thì đầu tiên thì em muốn được ra nước ngoài thi đấu. Ý có thể chia sẻ cái con đường em đến với Futsal không? Cái con đường mà trở thành một cầu thủ Futsal chuyên nghiệp đối với em thì lúc nhỏ thì em cũng là một cậu bé cũng đam mê về bóng đá thôi, nhưng mà chủ yếu là bóng đá sân cỏ. Đi học về cấp 1, cấp 2 thì em cũng đam mê, cũng thi đấu cho trường. Sau này thì lớn lên thì em cũng tham gia các đội phong trào với mấy anh em ở quê hương, chơi đá bóng vui vẻ thôi. Đến một lúc thì vô tình thì tại thành phố Đà Nẵng có tổ chức một cái giải bóng đá trong nhà, họ gọi là futsal, nhưng mà lúc đó thì em chưa biết futsal như thế nào, nhưng mà mấy anh em cũng có đăng ký ở quê, đăng ký ra ngoài Đà Nẵng đá ở sân đĩa bay của ở thành phố Đà Nẵng. Mà cái giải đó là giải thuộc DRT, giải truyền hình Đà Nẵng, có mời tất cả các đội bóng chuyên nghiệp như Thái Sơn Nam, Sài Gòn, Thái Sơn Bắc hội tụ về tại thành phố Đà Nẵng đá giải đó. Nhưng mà cái đội bóng của tụi em đá thì nó là một đội phong trào mấy anh em gom lại chơi, thì em cũng tham gia cái giải đó. Thì vô tình thì lúc đá cái trận đó thì trên khán đài thì có các huấn luyện viên ở trong Sài Gòn này ra dự và thấy em bắt. Sau trận đó thì xin số điện thoại liên lạc, và nói chung từ lúc đó thì trong Sài Gòn này liên hệ với em, và bắt từ đó em mới bắt đầu chuyển mình vào Sài Gòn. Anh nghe thấy bảo là trước khi em đến với con đường bóng đá chuyên nghiệp, em đã là một người tham gia môn điền kinh mà nghe nói là cũng có rất là nhiều thành tích đúng không? Em có thể chia sẻ cái niềm đam mê thể thao của mình thời còn nhỏ. Con người em đam mê thể thao, môn nào em cũng cũng chơi được, nói chung chơi cũng không hay nhưng mà chơi được. Điền kinh cho trường hay là thi đấu bóng chuyền cho trường. Đậu đại học thì em cũng đăng ký môn bóng chuyền để em học. Cái chuyên sâu của em là môn bóng chuyền. Lúc đang học ở Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng thì em có tham gia cho đội bóng Futsal Hòn Thư Đà Nẵng. Mấy anh liên hệ thì em chơi được cho Hòn Thư. Nhưng mà trước trước khi em thi đấu cho Hòn Thư là em nói là anh em tham dự cái giải DRT đó, là mọi người trong này liên hệ với em. Em có vào đây tập luyện rồi cỡ 1 tuần 2 tuần, nhưng mà em xin về lại để đi học tiếp cái con đường đại học của mình. Tại sao mà vào đây em đã tập được một thời gian rồi em lại về? Một là có phải nhớ nhà, hai là sợ con đường học tập dở dang, hay là thực sự cái môi trường bóng đá chuyên nghiệp nó quá là nghiệt ngã, tập quá nặng, nhiều người thấy ớn lạnh luôn. Cái mà khi mà em vào đây tập luyện cỡ 2 tuần thì em xin về đi học lại thì nó đó là cũng mới đầu vào Sài Gòn, kiểu người mình nó chưa bắt nhịp được. Thứ nhất là nhớ nhà đó, tại vì lúc đó em mới 20 tuổi, là mới đi học năm năm nhất đại học,
đi xa nhà vào tập luyện, kiểu cuộc sống với sinh hoạt nó khác. Tập được một thời gian thì em có xin phép đi về để học tiếp cái con đường đại học của mình. Từ lúc về thì em tham gia cho đội Hòn Thư Đà Nẵng, thi đấu được cho Hòn Thư được một năm. Rồi vô tình giải trong Futsal thì có tổ chức giải U20 quốc tế, cho nên mọi người ở trong ban huấn luyện trong Sài Gòn thì có liên hệ với em để em tập trung vào đợt tập trung U20 năm 2016 hay gì đó. Lúc đó là em vẫn còn đá cho Hòn Thư, nhưng mà em vào đây em tập trung đội U20 thi đấu tại Thái Lan. Xong cái đợt U20 đó thì ban huấn luyện trong này có hỏi thăm và liên lạc là muốn em vào trong này để tập luyện cái con đường Futsal chuyên nghiệp này luôn. Từ lúc mà đi U20 về thì mọi thứ đã đổi, thì cuối cùng thì em cũng quyết định vào Sài Gòn và bỏ lỡ cái con đường học đại học của mình. Đâu là cái điểm mấu chốt để em thay đổi một cái định hướng, thậm chí nó là định hướng cho cả cuộc đời của em? Cái U20 là nó cũng là bước đệm cho em. Lúc đó thì em vào tập luyện với các bạn thì nói chung em thì cũng chưa có am hiểu về Futsal lắm. Lúc đó em mới tập được một năm, còn mấy bạn thì có tập về năng khiếu trở lên thì mấy bạn am hiểu hơn rất là nhiều. Em lúc đó em cũng kiểu vào tập luyện cố gắng tập thôi. Được ban huấn luyện giao cho em cái trọng trách là bắt chính trong đội hình U20. Em rất là bất ngờ luôn á. Thời gian thi đấu U20 đó thì em cũng thể hiện tốt. Về mọi người cũng biết báo chí hay là cái Facebook hay cũng đăng. Lúc đấy bắt đầu nổi tiếng dần dần. Dạ dạ. Đó làm khơi gợi em cái môn này em thích. Từ lúc đó thì em mới quyết định vào Sài Gòn là đi theo cái con đường chuyên nghiệp này. Cho anh hỏi một câu là cái thời điểm đầu tiên ấy, em tập Futsal, lúc đấy là cái khái niệm về Futsal là đôi khi mình không biết đâu. Dạ. Thì ai dạy em những cái kỹ năng đấy nhỉ? Bởi vì anh nghĩ là tập cơ bản nó quan trọng lắm. Kỹ năng đặc biệt là thủ môn. Thủ môn thì kỹ năng nó cực kỳ nhiều. Đặc biệt là trong cái bộ môn Futsal nó lại đóng vai trò vô cùng quan trọng. Em học như nào? Em nghiên cứu nó như thế nào? Em tập luyện nó ra sao? Nói chung thì em vào cái con đường này nói chung là đi ngang chứ không có phải là từ một cầu thủ nhỏ để đào tạo lên. Không có học được cái mà bài bản cơ bản về thủ môn Futsal như thế nào. Thì lúc đó thì em cũng tầm 20 tuổi rồi, bắt đầu em mới vào trong này ban huấn luyện có chỉ dạy và học tập luyện, dần dần em quen và em phát triển. Kể cho anh nghe những cái trận đấu Futsal đầu tiên mà em bắt gôn đi, nó như thế nào, nó có thành công không, em có cản phá nhiều không, em có thể dùng chân nhiều không, em có ghi bàn nhiều, những cái gì mà em đã thể hiện trong màu áo của câu lạc bộ như đội tuyển quốc gia. Về Futsal chuyên nghiệp bắt cho Hòn Thư Đà Nẵng giải vô địch quốc gia 2017 ở quân khu 7. Cũng lần đầu tiên em được bắt chính thôi. Vào sân thì cũng rất là nhiều bỡ ngỡ và áp lực rất là nhiều. Vào sân cứ tập trung vào trận đấu và thể hiện hết cái khả năng của mình thôi. Còn về cái chuyên môn của em thì em không hoàn hảo 100%. Bản năng của em nó như thế nào thì em thể hiện hết trong trận đấu thôi. Anh thực sự là rất là tò mò. Là để mà bắt được hay, để mà lọt vào mắt xanh của những người phát triển số 1 về Futsal ở Việt Nam thì chắc hẳn là phải có một cái gì đấy rất là dị biệt. Và cái sự dị biệt đấy nó đến từ đâu? Nó đến từ cái bản năng của em, hay là nó đến từ cái sự nghiên cứu tìm tòi? Em học từ những cái thất bại, em học từ những tình huống sai lầm, hay là vì một lý do nào đấy để có được một Hồ Văn Ý như thế? Chứ bởi vì nếu mà ở Việt Nam này có biết bao nhiêu người chơi bóng như kiểu của Ý, mà tại sao người ta lại không lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch và người ta không lên được đỉnh cao, nhưng Ý thì lại được? Vậy thì cái sự khác biệt ở đây theo như quan điểm của Ý là cái gì? Em cũng không biết như thế nào, nhưng mà em nghĩ về cái mấu chốt mà ban huấn luyện nhìn ra được em về phản xạ cao to hay gì, nhưng mà ban huấn luyện nhìn được cái điểm ưu điểm đó của em, cho nên em nghĩ đó là cũng như là bản năng của em thôi. Từ cái bản năng đó em vào đây em mới tập luyện và em học hỏi, cho nên nó con người em mới phát triển được. Hồ Văn Ý của ngày hôm nay, đánh giá thế nào về Hồ Văn Ý vào thời điểm đó? Nếu như bây giờ em đánh giá về em vào thời điểm đó thì em thấy là em có được cái gì và chưa có cái gì?
Mỗi ngày thì em cứ cố gắng tập luyện thôi. Những bài tập của ban huấn luyện đưa ra thì em cố gắng tập luyện, nhưng mà nhiều lúc em sai sót hay là gì thì ban huấn luyện có thể chỉ bảo và dặn dò em rất là nhiều. Nói chung em học hỏi từ đàn anh rất là nhiều, như anh Ngô Đình Thuận hay anh Nguyễn Văn Huy, cái hai anh đi trước. Em cũng hay xem các thủ môn khác, cho nên em trau dồi được nhiều kinh nghiệm cũng như là học hỏi được từ các anh rất là nhiều. Xem các anh thi đấu kiểu là ra vào hợp lý, hay là phản xạ, hay là chọn góc, chọn những vị trí tốt, em luôn học hỏi. Nhiều lúc em về nhà hay xem các thủ môn trên thế giới bắt bạn cứ xem rồi để trở thành một trong 10 thủ môn xuất sắc thế giới, đúng không? Có khi vượt qua cả những cái ông mà mình đã từng xem. Anh muốn trở lại cái thời điểm mà em quyết định là sẽ rời Đà Nẵng, bỏ dở dang cái việc học tập để đi theo quả bóng futsal chuyên nghiệp. Anh nghĩ là đây là một quyết định không hề dễ dàng, bởi vì là với anh em mình, những người đàn ông mà để bỏ một cái sự nghiệp lâu dài để đi theo một cái sự nghiệp ngắn hạn, mà nói thật là lúc đấy mọi thứ đều rất mới. Em vào đất thành phố Hồ Chí Minh này hoàn toàn lạ lẫm với em, đúng không ạ? Bỏ ngang cái sự nghiệp học vấn mà anh tin là gia đình sẽ phản đối rất là kịch liệt. Ý có thể chia sẻ về cái giai đoạn đó hay không, và đâu là cái điểm quyết định để em chấp nhận tất cả những rủi ro đấy để vào thành phố Hồ Chí Minh? Trước khi mà em quyết định vào thành phố Hồ Chí Minh này thì nó có rất là nhiều thời gian kiểu là suy nghĩ về việc học cũng như là gia đình. Đến một lúc nào đó thì trong ban huấn luyện trong này có gọi và nói chuyện với em và thuyết phục em. Cái lúc mà đi U20 về á, em vẫn về Đà Nẵng đá mà em chưa quyết định vào Sài Gòn. Trong đó thì ban huấn luyện cũng gọi và thuyết phục. Em cũng phân vân rất là nhiều, tại vì sống xa gia đình nè, rồi việc học bỏ lỡ. Sao em quyết định và nói với ba mẹ là thôi con vào Sài Gòn, con theo đuổi cái đam mê bộ môn futsal này. Em nghĩ là ba mẹ sẽ cấm, nói chung ba mẹ cũng hiểu và kêu thôi thì con quyết định cái tương lai của con thì con quyết định. Thì đến lúc đó thì em bắt đầu vào Sài Gòn. Anh không nghĩ là thuyết phục bố mẹ lại dễ như thế đâu, đúng không? Em phải cho một cái lý do, một cái nguyên nhân nào đấy để bố mẹ có thể chấp nhận. Anh nói thật là nếu như anh là anh hai của Ý, nếu mà Ý đưa ra một cái ý định như vậy thì anh sẽ là người phản đối. Bởi vì là em đi theo một cái con đường nó quá ngắn và nó quá nhiều rủi ro, đúng không? Mà đây là con đường học vấn, đang là đi học đại học, đang rất nhiều thứ em vẫn chơi đam mê được. Thì anh nói thật là rất là khó. Em phải cho gia đình một cái lý do nào đấy, mà lý do đấy nó phải thuyết phục thì mới có thể đi được, chứ không hề đơn giản. Lúc đấy em đã nói gì với gia đình, nói gì với ba mẹ? Thì em cũng thuyết phục như vậy thôi. Em cũng kêu là vào Sài Gòn con cố gắng, con theo đuổi đam mê của mình. Tại vì lúc trước em thi đấu U20 thì về em cũng được mọi người biết đến. Cái câu chuyện mà em thuyết phục ba mẹ nó cũng dễ. Lúc đấy là mình cũng đã có một chuyện thành công rồi, đúng không? Và bố mẹ đã nhìn thấy. Nhưng thực sự là anh nghĩ là em thuyết phục em mới khó. Thật sự vượt qua được những cái sự sợ hãi của mình, vượt qua cái vòng an toàn của mình, đó mới là cái khó. Đâu là điểm mà em quyết định đi theo một con đường mà bản thân mình cũng nhìn thấy đối rủi ro? Lúc đó thì cũng còn nhỏ, mình cũng không suy nghĩ sâu xa nhiều, tại vì mình đi theo cái đam mê của mình thôi. Cái futsal này nó nói chung là thay đổi cuộc đời của em, nó làm em thích và em đam mê, cho nên em quyết định vào. Đến bây giờ thì thôi không phải hỏi nữa rồi, đúng không? Nếu mà có thêm 1000 lần nữa được quyết định thì chúng ta vẫn quyết định như những gì Hồ Văn Ý đã quyết định. Nhưng anh phải nói thật là em là người quá giúp cả, gia đình quá tin tưởng vào em. Đây là những điều cực kỳ quan trọng mà những người bình thường khác họ nhìn vào, họ thấy là anh Hồ Văn Ý thật là xuất sắc, và họ nghĩ rằng ở đâu đó họ cũng có thể làm được việc đó. Nhưng anh nghĩ là cái điểm đầu tiên này là cái điểm khó khăn, không hề đơn giản, thuyết phục gia đình, thuyết phục bản thân. Nhưng anh tin là khó khăn hơn rất nhiều khi mà em bắt đầu thực sự lao theo quả bóng futsal chuyên nghiệp, đúng không? Để đưa ra một quyết định nó dễ, nhưng mà để chúng ta theo cái quyết định này nó mới khó. Những ngày đầu tiên em thực sự tập futsal chuyên nghiệp nó như thế nào? Nó có vất vả, mệt mỏi, stress nặng không? Chắc chắn cái khó khăn là cái đầu tiên em phải gặp. Giờ giấc tập luyện trong Thái Sơn Nam rất là chuyên nghiệp về giờ giấc ăn uống. Lúc đó thì em vào thì em cũng được các anh em hỗ trợ chở đi tập. Lên sân thì em cố gắng hòa đồng với các anh em tập luyện. Những ngày đầu thì em nghĩ rất khó khăn đối với em. Những bài tập rất là khó mà chưa bao giờ em được tập, nhưng trải qua một thời gian rèn luyện và tập luyện với mấy ban huấn luyện thì em trở nên hòa đồng cũng như là bắt nhịp được
cho nên cái con đường của em nó trở nên nó suôn sẻ hơn rất nhiều. Hãy kể cho anh nghe về những cái buổi tập mà thật sự có lẽ là về không ăn được cơm. Dạ, vì nó có sự khác biệt rất lớn. Dạ. Ở Đà Nẵng nói gì thì nói, đấy cũng vẫn là môn thể thao em chơi cho vui. Dạ. Đúng không? Dạ. Sự nghiệp của em nó là ở trên giảng đường, nó là những cái buổi đi học. Dạ. Còn cái chuyện đi chơi nó chỉ là thỏa mãn niềm đam mê thôi. Không phải ăn ở, tập trung, tập luyện cũng không phải là quá, không phải vượt ngưỡng, không phải phá bỏ tất cả mọi giới hạn của bản thân, cái đấy khó. Đúng không ạ? Khi mà chúng ta đi theo một con đường chuyên nghiệp thì chắc chắn là một mất một còn. Và lúc đấy em còn có cái áp lực lớn hơn, tức là muốn chứng minh với ba mẹ và chứng minh với chính bản thân mình là đây là con đường mình đi và mình sẽ phải thành công. Em lúc đấy không còn đường lùi nữa. Hãy kể cho anh cái giai đoạn đó. Cái giai đoạn đó anh nghĩ là một giai đoạn mà chắc chắn là Hồ Văn Ý đổ rất nhiều mồ hôi. Cứ như quyết định vào Sài Gòn như là một trang mới đối với em. Thì em bỏ tất cả những gì mà ở quê hay là câu lạc bộ ở Đà Nẵng em tập luyện, vào đây thì là một trang mới đối với em. Phải học lại từ đầu, phải học những cái chuyên môn lại từ đầu của một thủ môn futsal, được các thầy dạy và chỉ giờ giấc cũng như ăn uống phải chuyên nghiệp. Trong tập luyện phải luôn luôn tập trung và tập luyện thật là chuyên nghiệp, không có đùa giỡn. Những ngày đầu tiên thì rất là khó khăn, chắc chắn là các trầm cảm. Anh nghĩ là phải dùng từ trầm cảm. Đối với một thủ môn là cũng là một vị trí đó là rất đau đầu, thể hiện hết cái khả năng của mình 100%. Sau những buổi tập thủ môn thì tụi em phải tập tiếp với các cầu thủ nữa. Cho nên thủ môn tụi em tập rất là nhiều. Những buổi mà như vậy thì kiểu là về là nằm ngủ thôi chứ không có thể nào mà ăn nổi. Ăn thì chỉ ăn ít thôi chứ không ăn nổi. Mệt. Cực mệt. Bởi vì là gôn thì nó có một cái đặc thù là em phải tập những bài chuyên biệt, sau đấy lại cái bài chuyên biệt đấy lại phải lắp vào cái độ. Bởi vì là trên sân ít người quá, thủ môn cũng là một trong số những người ở trên sân đúng không? Vừa phải cản phá, vừa phải chơi chân, vừa phải điều chỉnh tất cả mọi thứ. Anh nhìn thấy là ở cái vị trí thủ môn nó cực kỳ khó. Rất là khó. Mỗi lúc mà đi thi đấu thì đầu óc của em căng thẳng lắm, vào sân thì lúc nào cũng phải tập trung. Thì mình sợ những sai sót của mình nó ảnh hưởng đến đội rất là nhiều. Thì mình bảo vệ cái khung thành mà cầu thủ sai lầm thì có người này chạy về lót hay là max. Còn thủ môn sai lầm thì coi như là thua một bàn rồi đó. Một ngày tập luyện bình thường của em nó sẽ diễn ra như thế nào? Như ngày hôm nay á, thì là thứ sáu tụi em được tập một buổi. Còn nếu bình thường mà thủ môn là thứ ba thứ năm á, là thủ môn tập trước một tiếng đồng hồ chuyên biệt với huấn luyện viên thủ môn, xong rồi hai tiếng sau thì tụi em tập tiếp với cầu thủ, là trong một buổi tập như vậy là 3 tiếng đồng hồ. Là một ngày là tập 2 buổi. Dạ, chiều thì tập gym. Kinh khủng. Thế còn có phải tập lý thuyết gì không? Có phải phân tích đối thủ hay là gì không để chuẩn bị cho một trận? Dạ. Nếu chuẩn bị một trận đấu thì tụi em có phân tích trước, phân tích là tụi em rút kinh nghiệm trước đã. Rồi gặp đối thủ thì tụi em phân tích đối thủ, xem video những điểm mạnh điểm yếu của họ. Anh có nghe được một cái câu chuyện khi mà anh Trần Anh Tú kể về cái chuyện là đưa em từ Đà Nẵng vào thành phố Hồ Chí Minh. Bảo khó lắm. Dạ. Thuyết phục Hồ Văn Ý khó lắm, chứ không đơn giản. Anh cũng đã nhìn thấy rất nhiều những ông bầu mà đi tuyển quân, ví dụ như là bầu Hiển đi tuyển Đoàn Văn Hậu thì nó rất là dễ. Xuống xem ok phát là đến nói chuyện với gia đình thì là mọi thứ là nó xong. Nhưng mà với Ý thì anh biết là cái câu chuyện nó khó hơn. Em có thể kể lại câu chuyện đấy được không? Đâu là cái câu nói của anh Trần Anh Tú mà làm cho em cảm thấy bị thuyết phục ngay? Và anh tin là cái việc mà em quyết định chuyển nó là cái câu nói của anh Trần Anh Tú. Thầy cũng có tâm sự và nói chuyện riêng với em. Lúc đầu thì em cũng vào Sài Gòn tập một thời gian, em về rồi em vào lại. Nói chung em cũng hai lần như vậy, cứ vào rồi tôi xin về, rồi cứ vào lại em xin về đi học lại. Nói chung thì lặp đi lặp lại nhiều lần lắm, tại vì nó khó khăn quá, em cũng không chịu áp được áp lực nữa, cho nên em cứ vào tập một thời gian là em xin về đi học. Thì cũng là đến lúc U20 đó thì thầy cũng có tâm sự với em là kêu thầy muốn con vào Sài Gòn để đào tạo và phát triển cái bộ môn futsal này, tại vì thầy thấy được cái khả năng của con, và nếu việc học cảm thấy con muốn học con sẽ có thể chuyển vào Sài Gòn học cũng được. Thầy cũng phân tích như vậy thì em cũng về, em cũng ok, thì về thuyết phục gia đình để quyết định đi vào thôi. Anh nghe lỏm được cái câu chuyện này. Đấy là anh Trần Anh Tú có nói về cái tiềm năng của Ý, tức là Ý hoàn toàn có thể trở thành thủ môn số 1
Và lúc đấy thì bóng đá futsal Việt Nam của chúng ta đang phát triển rất là mạnh. Và chúng ta mong muốn là có suất để dự World Cup một cách thường xuyên, chứ không phải nó chỉ là một hiện tượng. Yeah. Đấy có phải là một trong những cái sự đảm bảo về mặt gọi là kế hoạch mà em nhận được từ anh Trần Anh Tú không? Và đấy có phải là một cái bước mà để cái quan điểm của em nó được đi theo một cái hướng như bây giờ? Lúc đó thì em cũng không suy nghĩ nhiều. Em mới được chơi futsal cho nên em cũng không suy nghĩ nhiều về cái tương lai của em như thế nào. Thì vào đây thì em cố gắng tập luyện thôi, cố gắng thể hiện hết khả năng của mình và được ban huấn luyện tin tưởng giao cho em nhiệm vụ, thì em cố gắng thể hiện tốt. Thì từ đó cho nên em mới được xuất chính từ câu lạc bộ cho nên đến đội tuyển. Thì em cứ phát huy hết cái khả năng của mình thôi, chứ em cũng không suy nghĩ gì. Trận đầu được bắt chính với tư cách là thủ môn số 1 của đội chuyên nghiệp, nó thế nào? Rất áp lực. Dạ. Lần đầu tiên được bắt chính thì nói chung thì cũng khó khăn. Bắt cho một đội bóng lớn về bộ môn futsal, áp lực là chắc chắn là sẽ có rồi. Trong trận em luôn cố gắng tập trung thi đấu thôi. Em chuẩn bị cho trận đấu như nào? Rất là hồ hộp. Không biết là mình có chơi được hay không? Sẽ là mắc ngủ đó nè. Cứ suy nghĩ về trận đấu ngày mai như thế nào, rồi mà thể hiện ra sao, thì chắc chắn thì trong đầu em lúc nào cũng vậy, suy nghĩ rất là nhiều. Em vào sân anh không thấy em có bất cứ một cái sự lăn tăn nào đâu. Dạ. Ra vào là rất quyết đoán. Hay là khi em vào sân rồi là em không còn để ý đến bất cứ những cái gì khác, chỉ tập trung vào chuyên môn và chơi thôi? Mỗi lần thi đấu thì em như vậy thôi. Tối về suy nghĩ, nằm suy nghĩ rất nhiều. Em như đợt World Cup, thầy nói chung là ưu tiên cho em ngủ một mình. Tại vì năm đó là bị dính Covid, cho nên cho em ngủ một mình để không ảnh hưởng. Tối về em rất khó ngủ, gặp Brazil hay là Cộng hòa Séc hay là ngồi suy nghĩ hoài. Rồi gặp như Brazil thua nhiều quá, về cũng khó ngủ rồi. Dạ, rồi suy nghĩ là trận tiếp theo mình thi đấu như thế nào. Nói chung thì vào sân thì thấy hay khả năng của mình và luôn tập trung những gì mà ban huấn luyện cũng như là ban lãnh đạo đề ra. Những lúc mà áp lực như thế, mà suy nghĩ nhiều như thế, thì em làm thế nào để em bước ra khỏi những cái suy nghĩ nó cứ đan chéo lẫn nhau? Vì nó làm như thế là mình mệt lắm. Kỳ mệt, nó căng thẳng, nó mất ngủ, nó mệt. Cảm giác lên giường lăn lộn bên này, lăn lộn bên kia. Yeah. Nó cái cảm giác đấy nó rất là khó chịu. Có một cái cách nào đấy để mình vượt qua cái tình trạng? Giải đấu nào mà giải đấu lớn á, như châu Á vừa rồi thì cũng vậy. Em cứ lặp đi lặp lại hoài. Tại vì nó rất là quan trọng. Kiểu em mà suy nghĩ mà ngày mai mà mình lỡ mà mình không thể tốt được cái bản thân của mình thì nó ảnh hưởng đến tập thể cũng như là cá nhân của mình. Cho nên em cứ suy nghĩ mà em... em cũng không biết tìm được cái phương án nào này để cho em bớt bớt suy nghĩ như vậy. Chút tâm lý. Yeah. Nhưng mà anh nghĩ đấy là điều cần thiết để cho mình tập trung. Nhưng mà khi mà vào sân thì đấy, như anh vừa nói là anh không hề nhìn thấy bất cứ một sự do dự nào của em cả. Mọi thứ nó rất là mượt. Yeah. Trong suốt cái quá trình đi tập futsal chuyên nghiệp, đâu là thời điểm khó khăn nhất của em? Và khó khăn nhất của em là cái gì? Cái quãng đường mà chuẩn bị cho một giải đấu thì khó khăn nhất là cái khó khăn phần chuẩn bị về tập chiến thuật, tập thể lực. Vì dồn trong cái quãng thời gian rất là ngắn như vậy để đảm bảo thể lực cũng như là xuyên suốt cái giải đấu. Tại vì futsal thi đấu rất là dài, một tuần cỡ 3-4-3 trận. Tại vì rất là... cho nên cái mà quãng đường mà tích lũy thể lực rất là khó. Đó là... mệt đối với tất cả cầu thủ. Còn khi mà tới sát giải thì có thể ban huấn luyện có thể nhả ra, cho nên lúc đó cái thể trạng mình nó trở nên tốt hơn. Nhưng quãng đường mà chuẩn bị ra để đấu là cái quãng đường, cái khoảng thời gian chuẩn bị thể lực dạ rất là nặng. Anh có thể tưởng tượng ra là các thủ môn futsal là tập nặng và tập nhiều lắm. Dạ. Bởi vì nó có quá nhiều những kỹ năng. Trong suốt những thời gian đó thì đâu là cái khó khăn khách quan nhất mà em đã phải đối mặt? Ngoài cái việc tập luyện ra, ngoài cái chuyện đối thủ mạnh ra. Khó khăn đối với em thì những lúc mà tập căng quá thì em có xảy ra chấn thương. Tại vì thủ môn dùng cơ đùi, cơ chân soạt rất là nhiều, cho nên vô tình trận hôm đó thì em bị chấn thương, rất là rách cơ đùi. Em nghỉ khoảng một tháng, hơn một tháng để điều trị. Cũng như là chích tế bào gốc vào đùi. Em dưỡng hơn một tháng. Đó là khoảng thời gian mà em cảm thấy khó khăn. Đó nhất đó. Anh bị rách cơ đùi rồi. Yeah. Anh thật sự luôn là anh không thể chịu nổi. Những cái ngày đầu mà bị là không đi lại được. Yeah. Đi di chuyển sinh hoạt rất là khó khăn. Yeah.
đôi khi vào phòng tắm thôi mà chỉ cần bước chân lên để lấy cái vòi hoa sen xuống để tắm thôi là nó cũng đau rồi. Và anh hiểu được là cái cơ đùi của các thủ môn futsal thì nó kinh khủng, nó hoạt động liên tục giống như một cái dây chun. Cái thời điểm đấy thì làm thế nào để mình có thể sớm trở lại được? Và giai đoạn đấy thì em vượt qua nó như thế nào? Khi em bị chấn thương như vậy thì em được bác sĩ cũng như thành phần ban huấn luyện chăm lo, cũng như là đưa các bài tập cho em tập phục hồi. Lúc đó là em không tập bóng luôn, em chỉ có tập phục hồi nhẹ, thì từ từ nó hồi phục được thì bắt đầu tập lại và cảm giác lại. Còn lúc mà gặp đang chấn thương thì gặp các anh em đồng đội đá và tung tăng nhảy múa đồ vui thì mình cũng khó chịu trong môi trường chuyên nghiệp, nhưng mà thì mình cũng phải cố gắng vượt qua cái mà chấn thương, tại vì không bao giờ tránh khỏi được chấn thương trong cái môn chuyên nghiệp này cả. Dạ, cho nên em suy nghĩ như vậy thì em cố gắng tập luyện và phục hồi lại. Sinh hoạt lúc đấy nó cản trở như thế nào? Kể lại cho mọi người nghe một chút đi. Nói chung đi lại cũng rất là khó. Dạ, thì cũng có anh em hỗ trợ. Có phải chống nặng không? Dạ không, kiểu em thì rất nhẹ chứ không phải là nặng. Dạ. Nói chung thì cũng đỡ, cũng may. Cũng có mấy anh em hỗ trợ, mà báo huấn luyện hỗ trợ. Thật sự là xem em thi đấu thấy rất là yên tâm, nhưng mà đôi khi cũng thấy hơi lo thật. Là bởi vì là em, tức là những cái chuyển động của em, chuyển động tức thời nó rất là nhiều. Yeah. Đang từ bên này sang bên kia bay soạt chân, cảm giác là căng hết cả ra. Yeah. Thì chắc chắn là có một cái nội dung đấy là phải tập dẻo đúng không? Dạ, yeah. Ép dẻo, thủ môn phải soạt nhiều. Căng cơ háng, căng cơ đùi đó, là nói chung là khởi động phải kỹ cho cơ mình nóng để đỡ chấn thương. Tại vì thủ môn hoạt động rất nhiều. Anh mà có gì vào xem bọn em tập luyện thủ môn trước một tiếng đồng hồ thì anh có thể thấy được thủ môn tập luyện khó khăn như thế nào. Anh xem rất, rồi. Rất là nhiều bài tập. Anh sợ nhất là lúc ép dẻo. Đấy là lý do sao anh hỏi em. Tức là nhiều khi mình căng rồi xong nhờ các đồng đội đẩy đấy. Xuống. Anh nhìn thấy một số các bạn chơi, các bạn nhỏ ấy, chơi mà nhiều khi là khóc luôn ấy. Yeah. Là không chịu nổi. Thực sự là đây là một cái nội dung mà anh nghĩ là rất ít người biết. Yeah. Em có thể chia sẻ một chút về cái chuyện mà cái tầm quan trọng của cái việc là chúng ta ép dẻo. Và ép dẻo thì nó khổ như thế nào? Ép dẻo thì cũng giúp cho thủ môn đỡ chấn thương, nhưng mà nếu mà từ nhỏ các bạn ép dẻo nhiều hay là quen thì lớn lên nó sẽ đỡ, tại vì cơ nó quen. Nó sẽ giúp rất là tốt trong việc thủ môn futsal này. Thì trong việc futsal này sọt bóng cũng như là sọt qua cột hai rất là nhiều, căng cơ háng, căng cơ đùi rất là nhiều, cho nên việc ép dẻo rất là quan trọng đối với thủ môn. Với một cầu thủ ở tuổi 20 mới đi tập chuyên nghiệp như ý thì yeah. Cái việc mà ép dẻo như này nó có vất vả không? Yeah, tất nhiên là tập càng sớm thì càng tốt. Yeah. Mà ở tuổi 20 anh nghĩ là nó đã bắt đầu hơi khó rồi. Yeah. Có một chút trở ngại, nhưng mà cứ mỗi ngày thì mình cứ ép dẻo lần lần cho nên việc đó cũng quen. Dạ, bây giờ thì em ép dẻo được. Nói về một chút về những cái thành tựu mà ý có được đi. Thành tựu. Đâu là những cái thành tựu mà những cái thành tích mà em đã đạt được mà em cảm thấy nó khó khăn nhất và nó ý nghĩa nhất đối với mình? Thành tựu của em thì trong đến bây giờ thì em thi đấu được chuyên nghiệp được năm thứ sáu. Về thành tựu của em được rất là nhiều thành tích. Bây giờ có đếm được tất cả những cái thành tích cá nhân và tập thể không? Dạ. Anh nghĩ là chắc khó. Khó. Câu lạc bộ năm đầu tiên em được bắt chính cho câu lạc bộ thi đấu giải châu Á, câu lạc bộ các câu lạc bộ châu Á. Vào đến chung kết đúng không? Vào đến chung kết, đó là năm đầu tiên em được đi bắt chính cho câu lạc bộ Thái Sơn Nam mà được bạo lọt vào chung kết. Đó là năm vui, em cảm thấy vui. Đấy là thành công đầu tiên đấy nhỉ? Dạ. Thành công đầu tiên và nó mang tiếng nước ngoài. Giúp cho câu lạc bộ. Bởi vì nhiều người thì họ sẽ khởi đầu bằng những chức vô địch quốc gia. Nhưng ở đây là mình bắt một leo đến tận trận chung kết. Mà chung kết ở đâu phải đơn giản. Yeah. Chung kết các câu lạc bộ là mạnh nhất châu Á luôn. Yeah. Đúng không? Thái Lan, Nhật Bản đều là những nước, Iran đều là những nước cực kỳ mạnh luôn. Yeah. Và cái đấy nó có phải là một cái liều doping tinh thần để em tiếp tục cho cái con đường rất là gồ ghề phía trước? Nó cũng đã một phần giúp em cố gắng thi đấu và cũng như là phát triển hết cái niềm đam mê của mình. Tại vì được những cái tấm huy chương như vậy thì nó là một động lực rất là lớn đối với em cũng như tất cả anh em trong câu lạc bộ. Trước tiên là nó mang về những giá trị về tinh thần cũng như là vật chất. Thứ hai là đó là động lực để cho các anh em
cố gắng để đạt được những thành tích cao hơn. Anh nghĩ đến một điều nữa, tức là mình luôn luôn cố gắng xây cho mình những cái tham vọng. Và khi mà em cùng với đội mà đã vào đến trận chung kết của một cái giải cực lớn của châu Á, điều đấy có nghĩa là chúng ta có cơ sở để mơ những cái giấc mơ xa hơn. Và đấy anh, nếu là anh nhá, thì anh cho rằng là con đường mình chọn là đúng. Nó không hề đơn giản là một cái giải đấu, nó không phải là những cái trận đấu em tỏa sáng nữa. Mà đây là nó sẽ củng cố cho mình cả một chặng đường phía trước, chứ không phải là chặng đường đã qua. Nó có vai trò quan trọng như thế nào đến sự nghiệp của em? Được cái thành tích như vậy thì nó giúp em được biết nhiều hơn, cũng như là mang cái futsal đến cho người hâm mộ rộng rãi hơn. Từ đó thì nó sẽ giúp cho futsal phát triển mạnh. Đó cũng là cũng như là động lực để cho em cố gắng mỗi ngày để đi theo cái con đường này. Nếu bình thường đấy, để mà dự đoán là khi hỏi Hồ Văn Ý rằng đâu là cái thành tích mà em cảm thấy tự hào nhất, thì nếu được dự đoán thì anh sẽ dự đoán là lọt vào top 10 những thủ môn futsal xuất sắc nhất thế giới. Tại sao em lại không lựa chọn cái danh hiệu đó? Nó không phải là một danh hiệu chính thức, nhưng nó khẳng định một điều là Hồ Văn Ý là một trong 10 thủ môn xuất sắc nhất hành tinh. Cái điều mà bóng đá Việt Nam chưa bao giờ có bất cứ một ai có thể mon men được vào những cái cuộc đua như vậy, chứ đừng nói là nằm trong top 10. Đối với em suy nghĩ là lọt được vào top 10 thế giới á, thì mình phải trải qua các giải đấu châu lục, châu Á. Thì nếu giải châu Á mình thể hiện tốt á, thì mình sẽ được đánh, được để ý vào top 10. Cho nên cái giải châu Á em thể hiện 2018 thể hiện giải châu Á tốt, cho nên em mới lọt được vào top 10 thế giới. Em 2 lần lọt vào top 10 thế giới, chứ không phải 1 lần. 2021 đúng không? 2021 là cũng là cái năm mà em đáng nhớ nhất. Em được rất là nhiều giải, cũng như là tranh vé đi World Cup, lần đầu tiên được đi World Cup. Và vào World Cup thì lọt được vào vòng 1/8, và em cũng thể hiện được bản thân của mình, cho nên năm đó em cũng được lọt vào top 10. Năm đó em cũng được bóng vàng. Bóng vàng đầu tiên đúng không? Dạ, bóng vàng đầu tiên. Cho nên năm 2021 là năm đáng nhớ nhất đối với em. Tất nhiên là năm thành công nhất thì là năm 2021. Nhưng mà đấy, năm 2021 em mới giành bóng vàng. Tức là nó cũng không phải là một cái gì đấy. Đương nhiên nó là một phần thưởng rất lớn rồi. Nhưng em vẫn suy nghĩ về những cái phần thưởng khác. Có phải là nó mang tính nền tảng, nó mang tính bệ phóng, cho nên là em luôn luôn nhớ đến nó thôi. Vì những cái thành công sau này thì nó có thể là nó sẽ đến với cái sự cố gắng, nỗ lực của bản thân mình. Để được đứng ở trên sân khấu World Cup thì nó như thế nào nhỉ? Việt Nam thì có 2 lần rồi, nhưng mà Ý thì mới có lần đầu tiên. Anh xem từ trận playoff cho đến tất cả về sau, hay là nói một cách nó rộng hơn ấy, không phải là ở đây có Ý mà anh nói đâu, là cứ xem trận nào của futsal mà có Ý là thấy hết Ý là thấy đều rất là hay. Trận nào em cũng để lại cái dấu ấn rất đậm nét. Có thể chia sẻ một vài những cái suy nghĩ của mình về những trận được mà em đã góp một phần rất là lớn vào cái thành công chung của toàn đội. Trước khi giành vé được World Cup thì nói đến hai trận playoff, hai trận đó nghĩ là rất là khó khăn nhất trong sự nghiệp của em đó. Tại vì nó quyết định rất là lớn đến với nền futsal Việt Nam. Em lần đầu tiên mà em đi Bắc cảm thấy rất là đầu óc rất là nặng, không được mắc sai lầm trong hai trận thi đấu đó luôn đó. Người rất là căng thẳng, luôn tập trung thi đấu. Và nói chung kết quả thì nó mang lại tốt đẹp đến futsal Việt Nam. Anh cực kỳ sốc khi mà biết được cái kế hoạch của đội. Tức là trận đầu thì mình được đá với tư cách là đội chủ nhà. Chủ nhà, dạ. Thì mình lại cố gắng hòa không đều. Không đều, dạ. Sau một cái trận sau mình bị đá với cái tư cách là đội sân khách. Đội sân khách. Dạ. Thì chúng ta lại giành cái thành công. Dạ. Ý có thể kể lại cái câu chuyện này được không? Vì hình như nó hơi không logic lắm. Và chắc chắn là cái logic nó nằm ở cái chuyện là chúng ta muốn ghi bàn ở trên sân của đội kia. Trong tất cả các cuộc họp thì ban huấn luyện đề ra các chiến thuật về sân nhà đó, thì mình không nên để thủng lưới. Nếu mà mình ghi bàn thì rất là tốt, là rất là đẹp rồi, nhưng mà cố gắng đừng không nên để thủng lưới. Cái quyết định của ban huấn luyện đề ra là thủ. Nhưng còn một lý do nữa. Vì đó là chúng ta có Hồ Văn Ý trong khung thành. Cái này là Ý phải chia sẻ thật sự về cái câu chuyện mà chúng ta bàn. Bằng sự khiêm tốn của em là em đã làm cho mọi người hiểu rất sai về trận đấu. Chúng ta đá ở trên sân nhà, chúng ta cố gắng không được thua. Nhưng trên sân đối phương chắc chắn là chúng ta sẽ phải thắng. Vì một bàn thắng ghi trên sân của đối phương thì nó bằng hai bàn thắng ghi trên sân nhà. Và tại sao ban huấn luyện lại to gan như thế? Vì trong khung thành của chúng ta có một Hồ Văn Ý. Em cũng không dám nhận, nhưng mà em mỗi trận đấu em rất là quyết tâm cũng như là tập trung thi đấu.
thi hết khả năng của mình. Và anh không đòi hỏi ý phải nói là cái tầm quan trọng của em, nhưng anh chỉ muốn ý tiết lộ xem là lúc đấy ban lãnh đạo tính toán như thế nào, và cái vai trò của em trong những cái tính toán về mặt chiến thuật đấy nó diễn ra ra sao, và cuối cùng thì chúng ta đã nhìn thấy kết quả thôi. Thì đối với em thì ban huấn luyện luôn kêu là em động viên cũng như là hô hào anh em và nhắc nhở anh em rất là nhiều, vì hai trận đó rất là quan trọng, thì hai trận đó diễn ra rất là căng thẳng, nên anh em cũng thấy là anh em rất là quyết tâm thi đấu và nó đem lại thành quả tốt đẹp. Rất vui khi lần đầu tiên mà giành được vào vòng chung kết World Cup vậy. Sau khi mà kết thúc trận đấu thì như nào, anh có được xem một cái đoạn clip mà anh Trần Anh Tú quay là ở trong phòng thay đồ, bọn em hát những bài về Việt Nam. Như trước đi trong phòng thay đồ đi ra sân thi đấu thì thầy Tú cũng hay mở những bài như vậy để khích lệ cũng như là một cờ sắc áo như vậy để cho anh em thi đấu. Và khi nghe những bài hát như thế thì các cầu thủ cảm thấy muốn thấy ra sân chơi luôn nhỉ? Dạ, cũng thấy rạo rực, kiểu là mình vì màu cờ, vì lá cờ Việt Nam, mình nghe những bài như vậy em cũng thấy rất là hay, ý nghĩa. Cái lần đầu dự World Cup mà của em là thế nào, chia sẻ một chút về cái suy nghĩ. Đến với sân chơi World Cup thì đó cũng là ước mơ của tất cả cầu thủ cũng như với cũng đối với em, thì sân chơi đó là sân chơi tầm cỡ thế giới, lần đầu tiên mình được ra sân thi đấu đối đầu với những đội bóng lớn, những cầu thủ hay, mà trước khi gặp đội Brazil thì em bị áp lực cũng như là mình chưa thể hiện được nhiều. Các trận đấu tiếp theo thì em đã thể hiện được và em cảm thấy vui. Anh muốn hỏi ý một câu là có những cái pha mà em đẩy được, em cản phá mà tất cả mọi người đều nghĩ là quả đấy là thua rồi, thì thực sự là lúc đấy là em bắt vì phản xạ hay là có một cái thế lực nào siêu nhiên nào đấy nó đứng bên cạnh em? Bởi vì thực sự là trong những tình huống đấy không thể hiểu được là tại sao em lại đẩy được những quả bóng như vậy. Em cũng không biết, nhưng mà em nghĩ là một phần là phản xạ cũng như là nhiều lúc trong tập luyện thì em cũng sẽ tập những phản xạ, nó giúp ích cho em rất là nhiều. Cái tập phản xạ nó như là, bởi vì là ví dụ như là những cái tình huống mà em cản phá ấy, là bọn anh sẽ làm chậm, bọn anh sẽ quay chậm lại, mà bọn anh quay chậm lại vẫn không nhìn thấy bóng đâu, chứ đừng nói là cái chuyện là nó là cái tốc độ thật. Thì làm thế nào để em phản xạ được cái đấy nhỉ? Bởi vì anh có cảm giác là mình không nhìn thấy bóng luôn ấy, cái tốc độ bóng nó bay nhanh kinh khủng. Dạ, rất là nhanh. Mỗi lần mà tập luyện thủ môn thì huấn luyện viên thủ môn có tập những bài mà sút bằng banh bóng chuyền, banh bóng chuyền nhẹ bay rất là nhanh đó. Dạ, tụi em luôn tập những bài như vậy cho cầu thủ sút bóng bằng banh bóng chuyền cho thủ môn bay phản xạ thôi. Cụ nghe cụ ghê. Dạ, có nhiều bài tập rất là khó. Em kể một vài những cái bài tập khó nhất mà em đã từng tập. Những bài tập khó thì những bài tập sọt bóng, nó là cứ ám ảnh của đội thủ môn, thì nó rất là căng hay cái đùi rất là đau. Thứ hai là những bài sút bằng banh bóng chuyền như vậy để tập phản xạ nhanh, tay chân ra đón nhanh, có thể ăn vào ngực vào mặt rất là nhiều căng và dính cũng như thủ môn quen. Thực ra thì những cái quả mà mình xuống ấy là bao giờ mình cũng ướt cả ngực cả ấy ra, tức là mình tăng cái chu vi cơ thể nó càng rộng càng tốt. Đúng không? Và đôi khi mặt này, ngực như các thứ nó cũng là cái bia cái bia để cho cái đấy có phải tập lòng dũng cảm, lì đòn. Em nghĩ là phải lì đòn, phải chịu được đau, rất là đau. Các anh em mỗi khi mà tôn vinh Hồ Văn Ý thì thường hay nói một câu là nếu mà sút bóng ấy thì nhớ là ném thêm nửa hòn gạch nữa, thì may ra thì nó sợ thì nó mới sợ, chứ thằng này mắt nó vẫn mở tưng ra khi mà quả bóng đến. Có đúng như thế không? Khi em bắt bóng thì em có nhắm mắt không? Vì cái phản xạ của con người ấy là bóng nó đến là chúng ta né hoặc là nhắm mắt. Dạ, cũng có nhiều quả bóng nhanh quá hay là mạnh quá thì em cũng có né hay là chớp mắt. Nhưng còn lại nó vẫn chừng mắt. Dạ, nhưng tại vì đấy là phải tập không? Dạ, phải tập. Tại vì đỡ mình văng ra, mình phải còn tình huống hai nữa để mình thấy bóng nó ở đâu mình để phản xạ tiếp. Chứ còn mình đẩy được một quả đẩy mà mình né chân nó lại là đá luôn thì hỏng đúng không? Em còn một cái kỹ năng nữa là em ghi bàn khá là nhiều. Ghi bàn đó thì em cũng tập luyện, cũng đó là cũng những bài tập của thủ môn thôi. Kết thúc các bài tập về di chuyển phản xạ vị trí các thì ban huấn luyện thì cũng tập cho tụi em cái dứt điểm như vậy, ném và tụi em đá qua sân bên kia. Đâu là bàn thắng mà em cảm thấy ấn tượng nhất kể từ đầu sự nghiệp đến bây giờ? Đó là năm 2, đó cũng là giải câu lạc bộ châu Á.
đá với câu lạc bộ Nagoya của Nhật Bản. Em lúc đó là đá một đều mà em không biết sao mà đội họ đá năm, vô tình em chụp được em đá vào, lúc đó thì thắng 3-2 và vào được bán kết. Đó. Em vừa nói cái từ vô tình, anh không cho là vô tình. Đó phải là một sự quan sát, nó phải là kỹ thuật, nó phải là sự tập trung, nó phải là sự nhập tâm. Chứ không thể là vô tình được. Cái bàn thắng đấy nó hội tụ những yếu tố gì? Với tư cách là một người làm chuyên môn, em đánh giá về bàn thắng đấy nó phải hội tụ những cái tố chất gì thì nó mới có thể có được bàn thắng. Mà đấy lại là bàn thắng quyết định. Dạ, đúng rồi. Bàn thắng ý nghĩa đối với em, giúp câu lạc bộ vào bán kết. Trước khi mà em chụp được quả bóng thì em sẽ hô hào các cầu thủ phòng ngự, họ di chuyển và như thế nào đó thì bạn đối phương nó hết đường đá thì nó sẽ sút vào em sẽ chụp được. Từ đó em sẽ sút vào gôn không thôi. Yeah. Tức là trước khi mình thua được quả bóng là mình đã thấy có bàn thắng của mình rồi đúng không? Dạ nhưng thua mà phải đá cho chuẩn đấy. Cái kỹ thuật nó rất là quan trọng, như cái tầm nhìn của mình. Yeah. Tức là lúc đấy sau khi mà dứt được cái một tình huống rồi mà em đã nghĩ đến cái chuyện là phát triển tình huống tiếp theo. Ở trong futsal ấy thì cái thời gian nó quan trọng lắm. Yeah. Đôi khi nó chỉ là nửa giây thôi. Yeah. Cái đấy có tập luyện được không? Dạ, tụi em tập xuyên suốt chụp đá nhanh. Phải ra quyết định nhanh. Bình thường em có hay tập những quả bóng không? Dạ có. Em tập rất nhiều. Mỗi lần đá không vào thì cứ bị chửi thôi. Đấy là lý do vì sao mà có một Hồ Văn Ý như ngày hôm nay đúng không? Tại vì đá vào những tình huống như vậy thì mình sẽ kết thúc được trận đấu luôn. Mà đúng trận đấy kết thúc thật. Dạ. Dạ. Trận đấy là bàn thắng quyết định rồi. Dạ. Futsal cho Hồ Văn Ý những gì? Futsal đã đem lại cho em một con người hoàn toàn mới. Một người biết đến nhiều. Và em, nó giúp cho em được tỏa sáng và được gặp gỡ nhiều những người mà em chưa từng gặp. Nói chung thì nó mang lại cho em rất là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Anh đồng ý, bây giờ em là người rất nổi tiếng. Em là người rất được yêu mến, anh phải khẳng định như thế. Yeah. Và tất cả những yếu tố khác nó đi kèm. Nhưng cái quan trọng ấy, anh muốn hỏi em là Hồ Văn Ý của ngày hôm nay đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Yeah. Và cái đấy anh cho là cái tài sản lớn nhất của Hồ Văn Ý. Để bây giờ được nói một cái câu về Hồ Văn Ý của hiện tại, em sẽ nói câu gì? Về sự nghiệp, về cuộc sống, về những ngày tập luyện vất vả, về những thành công chói sáng, về những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt, những cái chấn thương, thậm chí là khi ra ngoài mọi người cũng đã nhận ra mình. Bây giờ rất nhiều những cậu bé cứ nói đến futsal họ chỉ biết Hồ Văn Ý thôi. Thì cái con người của mình đã thay đổi về chất như thế nào? Cái suy nghĩ của em đã thay đổi như thế nào? Cái triết lý về những cái ngày em đi tập luyện vất vả để có được thành công. Em trở thành một Hồ Văn Ý như bây giờ thì em nghĩ là phải đổ mồ hôi rất là nhiều, phải kiên trì, phải vượt qua được áp lực để có thể trở thành một Hồ Văn Ý như ngày hôm nay. Mình mất rất nhiều. Yeah. Anh biết là em sẽ mất những cuộc vui, em sẽ mất những cái ngày được thảnh thơi. Yeah. Thậm chí là nhiều lúc mệt em cũng mất cơ hội để nghỉ ngơi luôn. Yeah. Em vẫn phải tập luyện. Hồ Văn Ý mất những gì khi mà tham gia bóng đá định ra? Trước tiên là xa gia đình, một năm thì em về được cỡ 2-3 lần, cỡ 4-5 ngày. Yeah. Nhưng mà em có may mắn là em dịp Tết nào thì em cũng được về quê. Những giải đấu quốc tế thì nó không cấn trong dịp Tết, cho nên em mỗi lần Tết thì em có được về quê. Thứ hai là về bạn bè thì em cũng hạn chế, không được gặp bạn bè nhiều. Ở quê bạn bè của em chủ yếu ở quê, vào trong này thì em chỉ chơi với anh em trong đội cũng như là đi cà phê với anh em thôi, chứ bạn bè trong này rất là ít. Thời gian cho futsal cũng là rất là nhiều. Anh thấy em mất một cái mà tất cả những bạn đồng trang lứa đều có, những cái buổi đi sinh nhật, những cái buổi mà anh em có thể làm vài chai với nhau, đi dự tiệc, thậm chí là một cái bánh ngọt thôi có thể em cũng không dám ăn. Yeah, đúng không? Chứ không hề đơn giản đấy. Tức là bọn anh thì có thể là đi thoải mái vui vẻ được, nhưng mà em đã phải tiết chế cái đó. Yeah. Dường như em đang sống một cuộc sống khác so với những bạn bè của mình. Anh cho rằng đấy là một sự hy sinh. Thực sự là có khi nào mà nhìn thấy một cái bánh ngọt mà mình cảm thấy thèm không? Nhìn thấy anh em đang đi tiệc sinh nhật uống một vài chai, mình có bao giờ mình có cảm thấy giá như mình được ở đây, giá như mình mà có thể được vui được như mọi người. Em là một người đam mê ăn ngọt nữa. Đó. Cho nên riêng huấn luyện viên Thủ Môn là không cho tụi em ăn bánh ngọt, không được uống nước ngọt, tại vì sợ tụi em tăng cân, cắt đường vậy. Dạ, dạ. Hạn chế đường. Hạn chế đường, đó cũng là quy định luôn đó. Nếu tăng cân thì bị phạt.
Cho nên tụi em rất là mỗi lần đi thi đấu tụi em nhìn qua thôi chứ tụi em không dám ăn. Có khi đôi khi đi uống cà phê cũng không dám uống bạc xỉu hay là đâu đá đâu đúng không? Dạ, đường nhiều. Vì nó đường nhiều. Dạ. Có lúc nào mà nhìn thấy thèm không? Dạ. Có chứ. Nhưng mà mỗi lần thi đấu xong hay là đạt những thành tích tốt thì có thưởng cho mình cũng như là thưởng cho bản thân thì là cũng có thể ăn được. Dạ. Rồi sau này sau ít bữa tập lại thì mình siết lại thôi. Dạ. Nghe thảm nhỉ? Dạ. Phải tỏa sáng lắm đấy mới được. Dạ. Ăn cái bánh ngọt. Anh muốn hỏi ý một câu là bây giờ người ta nói rất nhiều đến cái chuyện cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu. Dạ. Có cầu thủ nam, cầu thủ nữ nhưng mà ít người nói đến Phúc San lắm. Và anh cũng biết được là ý cũng nhận được rất là nhiều sự quan tâm. Ý có thể chia sẻ về câu chuyện này được không? Và em có định hướng gì cho mình trong tương lai không? Về việc xuất ngoại đối với Phúc San thì em nghĩ rất là khó. Tại vì đợt mà Phúc San thì có anh em có thấy anh Phạm Đức Hòa đi thôi. Ừ. Đi qua Tây Ban Nha đá vậy. Còn việc mà em mà được ra nước ngoài thi đấu thì nếu được thì cũng là em cảm thấy là vui. Nhưng mà em nghĩ là về cái lối chơi hay là cái phát triển Phúc San bây giờ thì nó hội tụ rất là nhiều yếu tố về phản xạ của con người, về đặc biệt là bây giờ thì thủ môn phải chơi chân rất là tốt để tham gia tấn công. Đối với em thì việc chơi chân thì em đang rất là hạn chế, cho nên em nghĩ là mình phải còn trau dồi và học hỏi rất là nhiều. Anh thì khi mà anh nghe anh thấy hai lần em được bầu chọn vào top 10 thủ môn hay nhất thế giới. Yeah. Thì anh đã nghĩ là có thể là những cái điều em nói là một phần nào đấy là do em khiêm tốn chứ. Chứ anh thấy em chơi chân tốt mà đâu có phải là người ta lại đưa một ông chơi chân không tốt vào top 10 thủ môn xuất sắc nhất thế giới nghe đúng. Kiểu nó cũng vô lý. Em đã nhận được bao nhiêu lời mời rồi? Và đâu là cái ngáng trở để em vẫn chưa xuất ngoại? Dạ không, em thì em thuộc quản lý của câu lạc bộ. Nếu mà các câu lạc bộ nước ngoài liên hệ thì liên hệ với các giám đốc câu lạc bộ thôi chứ em vẫn chưa. Giấc mơ lớn nhất của Hồ Văn Ý là gì? Về nghề nghiệp đấy. Nghề nghiệp thì đầu tiên thì em muốn được ra nước ngoài thi đấu. Đó là điều em mong muốn nhất bây giờ. Về đội tuyển thì năm nay thì tranh vòng loại của châu Á và nếu được vào vòng chung kết châu Á thì đó chính là một bước tiếp theo để tranh vé đi World Cup trong 2020. World Cup tiếp theo. Em mong Phúc San Việt Nam mình sẽ một lần nữa sẽ được đi tham gia World Cup. Còn cuộc sống cá nhân thì sao? Cuộc sống cá nhân thì thế nào? Cuộc sống cá nhân. Thật sự thì... là có thời gian dành cho bạn gái không đấy? Có bạn gái chưa? Đúng rồi, em bây giờ thì vẫn còn một mình. Dạ. Tập luyện xong thì em về em cũng đi cà phê cà pháo với bạn. Không có thời gian cho bạn gái luôn, không có thời gian để đi cưa cẩm luôn. Dạ. Cũng có chứ. Dạ. Nhưng bây giờ vẫn một mình. Dạ, tại vì một mình là chưa có người yêu hay là dạ, chưa có người yêu. Dạ. Nghe có vẻ như là hơi khó tin nhỉ. Cái này nghe khó tin lắm đấy. Đẹp trai, nổi tiếng, tài năng mà em là một người mà có một cái nhân cách, cái đạo đức anh nghĩ là rất là tuyệt vời. Chỉ là lý do em không có thời gian thôi hoặc là em đang rảnh rồi. Do em kiểu em tập luyện về mệt quá em cũng làm biếng thì nếu có gì cuối tuần thì em có đi thôi. Chỉ những cuối tuần như Chủ nhật thì em có thể đi. Còn suốt ngày tập một tuần thì tập liên tục như vậy thì em về chỉ có em nằm ở phòng thôi chứ. Còn nói chuyện thì nói chuyện với bạn qua điện thoại thôi chứ. Em bây giờ là một người rất được yêu mến rồi. Khi đi ra ngoài đường thì người ta hay nói gì với em? Đặc biệt là các cổ động viên nhí. Dạ. Các cổ động viên nhỏ. Thì mỗi lần mà cũng như gặp ở các bạn ở đây hay là các bạn nhỏ ở quê như vậy thì mấy em cứ nói với em là anh ấy chụp hay quá, anh ấy chụp hay quá. Xin chữ ký với chụp hình là nhiều. Gia đình đấy nè. Gia đình khi mà thấy em nổi tiếng, được yêu mến, em thành công. Gia đình đấy. Có ai nói gì về cái quyết định năm xưa không? Có ai nói là xin lỗi ý nhá, vì năm xưa là đã có những cái lời mà may quá mà con không nghe, con mà nghe thì bây giờ mất một Hồ Văn Ý thôi. Đối với gia đình em thì em được nổi tiếng như vậy thì gia đình cũng vui, nhưng mà ba mẹ em thì cũng kiểu không tỏ ra là có con trai mình như vậy hả? Kiểu vẫn sinh sống bình thường, vẫn vậy. Mẹ thì vẫn buôn bán, ba thì vẫn ở nhà cũng làm nông vậy thôi. Nói chung thì em được như vậy thì gia đình em rất vui. Bên nội, mấy cậu, mấy chú thì vui. Mỗi lần em về là gia đình em rất là vui. Luôn tụ tập, tụ họp lại để
làm những bữa tiệc. Dạ. Có giúp đỡ được gì cho bố mẹ về mặt kinh tế? Dạ có. Em hàng tháng em vẫn gửi về. Tại vì em là con út. Con út gia đình em. Giờ em vào từ đây thì ba mẹ vẫn ở quê. Còn có một anh và chị nữa, nhưng mà anh chị ra riêng ở rồi. Anh thì anh đang nghĩ đến một cái câu chuyện là tương lai của em. Em sẽ mua nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh. Em sẽ lập gia đình ở đây, sẽ đón ba mẹ vào và bắt đầu chuẩn bị cho mình một cái sự nghiệp tiếp theo. Yeah. Sau khi không còn thi đấu nữa thì có thể là tất cả những cái gì mà em đã học được, tất cả những cái kinh nghiệm em đã trải qua thì em sẽ truyền lại cho thế hệ đàn em. Yeah. Ý đã đặt ra cho mình những cái mục tiêu để chưa? Dạ, đối với em bây giờ thì em vẫn chưa suy nghĩ đến cái quãng đường xa như vậy đâu. Bây giờ em nghĩ là em đang thuộc cái độ cũng không còn trẻ, cũng không lớn lắm. Cho nên em vẫn tập trung vào tập luyện và thi đấu các giải cho đội tuyển cũng như câu lạc bộ. Còn sau này thì em sẽ suy nghĩ và sẽ có những định hướng riêng cho em. Để nói về một niềm tự hào nhất của Hồ Văn Ý kể từ khi bắt đầu đi đá futsal chuyên nghiệp đến bây giờ thì Ý sẽ nói điều gì? Em nghĩ là mình phá bỏ được cái giới hạn của mình và mang lại những thành công nhất định đối cho bản thân. Bằng sự nỗ lực phi thường, anh đã nói thêm thôi. Còn nếu như để trở lại được quá khứ, em sẽ thay đổi một việc gì mà em đã làm? Em nghĩ là em cũng sẽ theo cái niềm yêu thích thể thao của mình thôi. Nếu như là anh thì anh sẽ vào đây ngay. Và anh sẽ vào rồi về nữa. Bởi vì như thế tức là em sẽ được tiết kiệm được khoảng thời gian rất là lớn. Và có thể là đẳng cấp Hồ Văn Ý đã ở một cái mức khác rồi, chứ không chỉ đơn thuần là một cái giới hạn mà chúng ta đang nói ở đây. Để mà khép lại câu chuyện ngày hôm nay thì anh rất là muốn Ý sẽ tâm sự một chút với người hâm mộ. Bây giờ trong đầu em đang muốn tâm sự với người hâm mộ điều gì, đặc biệt là với những cầu thủ nhí, những người mà đang coi anh Hồ Văn Ý là thần tượng, đang muốn đi theo con đường của anh Hồ Văn Ý. Hồ Văn Ý có thể cho các bạn đấy một vài những lời khuyên để các bạn đấy có thể là tối ưu được cái thời gian tập luyện và nó đi đúng hướng hơn. Về bản thân em thì trải qua những năm thi đấu thì em có những thứ em muốn bày tỏ với các bạn mà đam mê thể thao hay là môn futsal này, thì em là các em cứ yêu thích và luôn theo đuổi cái đam mê của mình. Và biết một ngày nào đó thì vô tình mình có thể trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp và có thể được tỏa sáng như em bây giờ. Rất tuyệt vời, cảm ơn. Yeah. Ý rất nhiều. Yeah. Mặc dù thực sự mà nói là Ý là một người quá khiêm tốn. Yeah. Những người mà làm báo như bọn anh ấy là rất ngại những người khiêm tốn. Yeah. Bởi vì làm cho bọn anh rất là khó để đưa một con người thật của Hồ Văn Ý đến với khán giả. Nhưng mà cái sự giản dị của em. Yeah. Anh hy vọng là em luôn luôn suy nghĩ mọi thứ nó đơn giản và luôn luôn xuất phát từ một cái điểm thấp. Yeah. Để chúng ta chinh phục những đỉnh cao hơn. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ, yeah, cảm ơn anh nhiều. Yeah. Nấm Đồng Trùng Hạ Thảo khi được sinh trưởng trong môi trường thiên nhiên thuận lợi có hàm lượng dược chất cao vượt trội. Từ đó, ý tưởng về một sản phẩm Đồng Trùng Hạ Thảo gần gũi với thiên nhiên ra đời. Đó là khởi đầu cho sản phẩm Đồng Trùng Hạ Thảo bán tự nhiên. Khác với Đồng Trùng Nhân Tạo, ở giai đoạn sinh trưởng, nấm Đồng Trùng Hạ Thảo được nuôi trồng hoàn toàn dưới những tán rừng thiên nhiên. Con người chỉ kiểm soát về mặt sâu bệnh và những côn trùng gây hại. Công nghệ này giúp Đồng Trùng Hạ Thảo hấp thu tinh chất của thiên nhiên, nhờ đó cho chất lượng cao vượt trội. Thời gian nuôi trồng rút ngắn từ 10 đến 20%, giúp sản phẩm có giá thành rẻ hơn đáng kể. Hiện dự án đã được triển khai tại vùng dược liệu sạch Vị Xuyên, Hà Giang. Sản phẩm có chất lượng cao vượt trội nhưng với mức giá thành rất phải chăng. Mua một hộp Đồng Trùng Hạ Thảo dược quý đường tặng một hộp tỏi kim cương 200g trị giá 1 180.000 đồng. Mua 3 hộp Đồng Trùng Hạ Thảo dược quý đường tặng ngay một hộp cùng loại trị giá 3 triệu 540 nghìn đồng.